Xin chào anh em, mình là Gầy. Trong thời gian gần đây thì chắc anh em cũng không lạ gì sự xuất hiện của hai con chip mới tới từ nhà AMD, đó là Ryzen 3 2200G và Ryzen 5 2400G. Và bên cạnh mình ở đây thì không biết là anh có nhiều bạn đã xem những cái bài test về con chip Ryzen 3 2200G với những cái card đồ họa tổng thất hay chưa? Nếu chưa thì hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một bài so sánh cũng gọi là tương đối nhanh. Và đặt lên bàn cân ngày hôm nay tất nhiên sẽ là một con chip Ryzen 3 2200G và một con chip của Intel G4400 cộng với một con card 1030. Lý do tại sao mình lại làm bài test này bởi vì cái con chip Ryzen 3 2200G được quảng cáo là có nhân đồ họa rất là khủng, và mình thắc mắc rằng trong một cái tầm giá rất là rẻ thôi, cả hai mẫu máy tính sẽ có mức giá nó rất là rẻ. Vậy thì nếu để mà đầu tư một cái mẫu cấu hình máy tính rẻ, người ta gọi là chỉ vừa đủ để văn phòng này, làm những công việc nhẹ nhàng hay là cắm vào TV làm HTPC, thì mẫu máy nào nó sẽ hợp lý hơn? Bởi vì video này mình sẽ thiên về test hiệu năng game luôn, chứ không phải là ngồi nói nhiều gì cả, cho nên mình sẽ lưu ý trước với anh em. Đó là cả hai cấu hình mình sẽ đều test bằng cái RAM 16GB Black Panther 3000. Bởi vì hiển nhiên là với một con chip chạy các đồ họa on board thì Ryzen 3 2200G sẽ cần một cái RAM có chất lượng rất là tốt, đúng không nào? Qua bài test thì các bạn cũng có thể thấy được là hiệu năng của cả hai bên không có quá nhiều chênh lệch. Tuy nhiên rằng là để có thể build ra một cái bộ case sử dụng con chip Ryzen 3 2100G thì theo mình thấy nó cũng không rẻ hơn so với lại G40 với 1030 quá nhiều. Bởi vì nhá, nếu các bạn mua một con chip Ryzen 3 2100G khoảng 2 triệu rưỡi này, rồi thì một cái main khoảng độ gần 2 triệu nữa, nó là khoảng độ 4 triệu rưỡi rồi, gần 4 triệu rưỡi rồi. Xong lại các bạn lại cần hai thanh RAM rất là ngon nữa, bởi vì rõ ràng đây là card đồ họa onboard, các bạn cần phải RAM rất là ngon và RAM bây giờ thì đắt. Chung quy lại thì mình thấy rằng là nó vẫn không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng mà hiệu năng thực sự đem lại thì mình cảm thấy rằng là nó cũng không xứng đáng cho lắm khi mà các bạn phải hy sinh đi một cái cặp màn hình rời, trong khi rõ ràng có một cái màn hình cặp màn hình rời các bạn vẫn ngon hơn. Vậy thì câu trả lời đặt ra trong đây là con chip Ryzen 3 2200G này sẽ được sử dụng cho mục đích nào? Mình nghĩ rằng là nó sẽ được sử dụng cho những cái mục đích là ví dụ như anh em làm HTPC, sử dụng những cái main IPTX rất là nhỏ, làm những cái bộ máy mà rất là bé như này thôi, để trong phòng khách này, có thể thay kiểu như là Android box này, hay là làm những cái bộ máy nhỏ để dùng để giải trí cơ bản mà thôi. Kể cả như nếu mà chơi game thì anh em đầu tư lên hẳn G4400 với một con card 1050 hoặc 1030 luôn. Nếu mà đầu làm văn phòng thì anh em cũng chẳng cần phải đến một con chip có card đồ họa onboard mạnh đến như thế này làm gì cả. Anh em chỉ cần có khi một con G4600, thế là quá đủ rồi. Intel HD Graphics vẫn có thể làm đồ họa onboard một cách ngon lành. Cho nên là kể cả văn phòng hay chơi game thì con chip này đều hơi lỡ cỡ. Mình nghĩ rằng là chỉ có vị trí để làm một cái bộ máy PC giải trí ở phòng khách, đồ họa các thứ nhẹ nhàng thì mình nghĩ là nó hợp lý hơn. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Nếu anh em có quan tâm thì có thể tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Alpha PC. Video đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong số video lần sau. Bye bye.